đau nhất lắm rồi. Đau nhất ở đâu? Đau nhất phía sau mà. Ngồi sau lưng á. Dạ, với nhiều khi mình thức giấc nửa đêm rồi đó thì đi tiểu này kia nọ thì nguyên cái phần thắt lưng con nó đau lắm. Nó đau hết. Dạ, nó đau, nó khó chịu lắm. À, con bị cái đó kêu là thoát quá bị địa điểm đó. Rồi rồi, ok, không có vấn đề. Trong cái chỉnh mà cái cột sống đó thì chút xíu chúng ta sẽ học cái cách quay chân để chữa cái lưng á, là mình sẽ là dùng cái bài ép này với cái bài một chút xíu đẩy đẩy bụng á, hoặc đẩy chân á. Đúng rồi, à, thì cái động tác này nó hay chỗ là khi ép vậy là nó sẽ làm cho cái lưng á là mềm trở lại, thấy không? Đó, đúng rồi đó. Ép vô. Đúng rồi, ép vô đó. Rồi khi mà ta ép vô là thở ra nha. Rồi, bỏ chân xuống thì hít vào. Thấy không? Ép vào thì thở ra. Thở vô. Đúng rồi. Rồi đó. Một, hai, ba, bốn, năm, cái thứ sáu bắt đầu vừa quay vừa ép. Đó. Vừa quay vừa ép. Đúng rồi. À, đó, rồi quỳ xuống. Quỳ xuống. Bây giờ coi như lại Phật vậy đó. Quỳ gì nào mà cái này gót chân người ta đúng vô mông người ta thì hết bệnh. Đúng rồi. Kéo mạnh lên. Vì cái lực mà bấm sau cùng á là rất là mạnh, nhưng mà để cho cái đó nó hiệu quả hơn á, mọi người nhớ nè, nắm cái chân tôi nè, rung rung rung, thấy không? Thì khi mình ấn cái đó là nó hồi phục cái gân lực trở lại cho mạnh lại. Bây giờ bấm tới đâu là nhảy tới đó. 1 2 3 4 5, thấy chưa? Đây em kinh khủng ra mấy người liệt, tại sao anh bấm người ta là như ông kia là bấm vậy đó. 1 2 3 4 5 nè, thấy chưa? Đó là kêu bằng là thần công lực, thấy chưa? Rồi chiu chiu chiu, thấy không? Bây giờ nó mạnh lên rồi. Thật ra là tại sao mà lý do tại sao mà ta chạy được là vậy đó, thấy chưa? Nhớ là lần đầu mình làm không có thua vậy đó, nhưng mà để cho cái gân lực ông này mạnh thêm nữa thì bây giờ bắt đầu mình đẩy ấp 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 đó. Thì bây giờ chân cẳng này khác hết rồi. Bây giờ cái quan trọng nhất là của tâm tinh. Bởi vì tâm tinh á, nó sẽ giúp á, hồi nãy cái gân cơ á là ở phía trên này, còn cái tâm tinh là phía dưới. Nhưng mà cái này không phải là chỉ bấm mà nó mạnh cái chân không, mà nó là mạnh luôn các cái lưng. Ghê chưa? Rồi, tâm tinh đây nè, mọi người thấy nè. Eo, thấy chưa? Hai nè, ba nè, thấy chưa? Bây giờ lên tới trên này không? Thật ra mình thấy á, là mình bấm rất nhẹ nhàng nè. Thấy không? Nó như là phép thuật, thấy chưa? Bây giờ bơm hơi, bơm ga, bơm hơi, bơm ga, thấy chưa? Rồi bắt đầu mình làm tiếp. 1 2 3, đó, mạnh quá, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Đó lại hết rồi đó. À, giờ là đó, tụi con làm rồi. Chạy luôn á. Rồi. Ngồi tươi ông nổi luôn. Tức là hồi xưa giờ mê chạy đó mà chơi này được. Bây giờ em đi ra này, em chạy ra kia, em chạy vô. Rồi chạy đi. Trời ơi. Còn mình chạy chậm lắm, không được. Chạy góc kia kìa, thẳng ở kia kìa. Ngán đi. Chạy đi. Oh. Oh, không lên. Rồi, chạy vô. Up. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội
0937 853 823. Để có trong tay đá Trườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.